Đừng bao giờ mà lấy cái điểm số đó mà buồn, mà bản thân mình không thể tiến xa hơn nữa. Và không phải chỉ là đi học là mình mới có thể làm công việc mình muốn. Đừng có đặt nặng cái vấn đề là con học giỏi thì tương lai con nó mới thành công. Đã đi học là ai cũng phải trải qua những kỳ thi, mà kỳ thi quan trọng và căng thẳng nhất đối với mỗi người chắc hẳn là thi vào đại học. Đề thi khó là khó chung, không khó một ai, cũng không dễ một ai. Kết quả thi sẽ đưa mỗi người đến những con đường khác nhau, có người vào đại học, người học cao đẳng, người đi học nghề. Vậy, liệu điểm thi đại học có quyết định tương lai con trẻ? Con mình đi học thì có nhiều. Chắc chắn là có rồi. Ai đi học tại vì điểm kiểu mà chị cũng đã từng có chứ, chỉ thỉnh thoảng thôi. Chị vẫn vui vẻ đón nhận, chị không quan trọng cái vấn đề đấy. Quan trọng là coi như là hình thành tính cách con người thôi. Bé không bao giờ báo điểm là hôm nay con điểm thấp đâu. Bé toàn là khoe điểm cao thôi, nó giấu điểm thấp của nó. Dạ em vừa mới thi đại học xong, nó cũng trên 21 điểm nhưng mà so với em là em cảm thấy cũng chưa hài lòng lắm. Lúc mà biết điểm 3 cũng vui, em cũng thấy mẹ cũng vui tại vì em sẽ học bạ. Nếu như mà mình cố gắng hết sức rồi mà vẫn không như mình mong muốn á, thì mình chọn một con đường khác, ví dụ như là tìm một cái trường thấp hơn, hoặc là mình có thể đi vào một cái ngành ví dụ như cao đẳng hoặc là học nghề. Bây giờ có rất là nhiều ngành và nó cũng không có bắt buộc là điểm số, mình có thể lựa chọn mọi con đường khác nhau. Em một mình ngồi đây nhớ ai còn số 2. Có thể điểm số là quyết định tất cả nhưng mà đừng có phụ thuộc vào nó nhiều quá, đừng bao giờ mà lấy cái điểm số đó mà buồn, mà bản thân mình không thể tiến xa hơn nữa. Nếu mà điểm mình thấp đó, thì mình có thể vô những trường tư, ở những trường tư đó có thể ta sẽ cải thiện được tiếng Anh của mình và có thể tốt hơn một cái cạnh bên cái cạnh nào đó. Đối với chị không nghĩ như vậy. Chị nghĩ quyết định tương lai của bé là cái sự nỗ lực này, rồi coi như là và nó có cái ý chí riêng của nó để dẫn đến thành công. Cái đó không quyết định được. Cái kiến thức của con mình tiếp thu như thế nào. Đừng có đặt nặng cái vấn đề là con học giỏi thì tương lai con nó mới thành công, hay là nó mới sáng sủa lên cho con. Chưa chắc đâu, kỹ năng của bé là chủ yếu. That's really impressive. Wow. Wow, just wow. Bravo. Nếu mà có điểm số thì nó sẽ hỗ trợ, còn có thì mình có thể sử dụng một con đường khác. Nó không quyết, nó khoảng chừng 30-40% cái tương lai của mình thôi. Có những lúc là nghề sẽ chọn mình và mình sẽ bắt đầu thích nó, chứ mình không biết cái gì hết. Nhưng mà lúc mà mình đã thích nó rồi á thì mình sẽ bắt đầu chọn nó. Dù điểm cao hay điểm thấp, các bạn cũng đừng có quá buồn hay là có những suy nghĩ gì dại dột trong cuộc đời. Dù đậu hay không đậu mình vẫn vui vẻ đón nhận. Nếu mà đậu thì coi như là cũng tốt, còn nếu không đậu thì thôi mình lại hướng đi đường riêng khác của mình. Cứ happy với lại cái điểm của mình, tại vì đó là những gì mà thành quả. Nếu như mà mình đã có cố gắng thì đó là tất cả những gì mà mình đã làm được. Còn về chuyện sau này các bạn có sử dụng điểm đó để bạn đi vào những con đường này kia, trường đại học này kia không được hay không thì không phải ở đây chỉ có một duy nhất một trường đại học, và không phải chỉ là đi học là mình có thể làm công việc mình muốn. Có rất nhiều sự lựa chọn rồi, không phải trường nào cũng lựa chọn điểm cao, mình có thể lựa chọn trường tư cũng được, và mình có thể lựa chọn nhiều định hướng khác nhau. Vẫn cứ tự tin vào bản thân mình và chọn cho mình những con đường mà mình thích, không nhất thiết là phải vào những trường top cao, tại vì những trường tư hoặc là những trường khác thì đào tạo khá là tốt. Có cái bằng đại học không phải bây giờ mình cũng làm thầy cả, mà dù có mình có bằng đại học thì mình cũng phải là thợ trước cái là xong rồi mình mới đến được cái bậc cao hơn. Nếu mình không